Chào anh em, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chi chiến cái luồng bẫy mới nha. Mới ken sà beng luôn. Thì mới xỏ Dương thôi chứ Dương lúc đi đặt á thì Dương cũng đã thấy anh em nông nghiệp làm trước rồi nha. Đây là cái cục gò mà, gò chuối xung quanh toàn là bắp không à. Thì anh Trang ngày hôm nay thì cũng y như thường lệ, chuột lúa, tôi đừng ngắn. Và mùa nắng này thì mình tăng cường thêm dưa leo cho chuột nó sống nha các bạn. Thay nước thì cái luồng bẫy hôm nay hai mấy cái Dương lại tới đây có cái bẫy và bẫy đây, bẫy đầu tiên đặt cái gò này đặng mình neo neo mấy con rắn tháng này á, nó ưa ở mấy cái gò này, nó làm hang luôn, neo neo thử có con nào không, con gì trời, trời con rắn gáo bạn ơi, một xíu còn chuột luôn mới ghê. Cái bẫy này là Dương chưa có dở lên luôn nha bạn. Tại tới cái bẫy đầu tiên tại Dương thấy cái khu này nó đẹp quá, Dương bấm máy Dương chào không ngờ dính luôn rắn gáo luôn. Rắn gáo này giờ cũng khó bắt rồi. Vì không cái luồng bẫy hôm nay hai mấy cái này nó có hàng mà. Cái mùa này thật sự bẫy rắn chua nha. 300 gram, đùa nó rung dữ vậy nè, nó kẹt đầu luôn. Mùa này lúc này anh em sao rồi, anh em comment ở dưới cho Dương biết và Dương chúc mừng vậy nha, chứ Dương thấy cái tình hình này chùa. Năm ngoái đặt còn ổn ổn, năm nay thấy tình hình căng quá. Tạm thời cho Dương ốp máy một cái đi, rồi qua những cái bãi kia Dương sẽ quay chia sẻ tiếp anh em cùng xem với Dương nha. Chết các bạn, nhiều. Chuột còn sống không dính mà năng hết lúa luôn, càng miếng dưa leo chà phá luôn, ăn cho mập thay lên đi. Trong đây gần mấy cái chạy heo, hơi chịu lớn sẽ bị lộ. Bẫy giờ nằm chỗ nào không nhớ. Cái bẫy này nằm đâu trời, có tài lần ngoài đây đang tắt máy Dương kiếm mới hết nhớ. Các bạn nãy Dương kiếm không ra luôn các bạn, con cục cỏ siêu siêu kiếm không ra các bạn, trời ơi trời, chuột ngồi trong ngóc kìa. Tới cái bẫy đó là chủ vườn người ta chặt chuối á, người ta lắp cái vườn mắc cái dấu rồi mình không biết cái bẫy đâu, mà cục cỏ nó nhỏ lắm mà nhưng nó to Dương quằn nát chứ. Chắc bị chủ vườn phát hiện ta lụm luôn hay sao rồi. Còn nó xíu hoàn bánh chạnh nhưng kiếm không gặp các bạn. Tức chỗ đó ngon lắm, nó ngon luôn. Có rồi bạn. Trời ơi, rắn nhiều xíu. Quăng nha bạn.
con hú dện mọi người. Ôi trời, dện nhỏ nhỏ không. Cái này hết cắn lớn xào. Dện này nó không ăn chuột nữa, ép chuột chích nhát nữa. Đốp liền rồi mà 700 gram. Lúc chút 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 thôi. Ồ con này 800 gram. 800 gram thôi. Mới chen sợ bèn. Vô hơi lâu. Đầu nó hơi chạy nhiều. Ngon là cành đào. Vô đề ba dính con gì? Con gái gáo. Con gáo hổ ngựa đồ đi ăn là mấy con vợ mình đi ăn thôi. Ui. Lên 800 gram rồi. Rồi. Hai con rồi. Lên cái bờ Gò Cao là thăm cái nha bà. Cái bẫy trong đây thì thật sự mà nấu nó ngon kinh điển luôn. Mà ngon hay không ngon thì quan trọng nó phải còn gắn luôn các bạn. Trong lòng ở dưới đó là cái suối nha. Cái bờ này cao lắm. Bờ cao như thế này thì mùa này đặc biệt cũng không im lắm. Rồi nhà hiều. Chuột còn sống chạy tung tăng bên. Trời ơi trời đi. Đây nó có cái bờ tường dưới đây nè. Chịu gì nấu mà nó không dính luôn. Quát cho em nó leo vô bịch luôn. Cái bẫy này thì sớm muộn gì nó cũng sẽ lên hàng nha. Hàng to nhỏ thì mình không có bảo đảm được, chứ còn thế này thì bảo đảm phải dính gắn. Ít nhiều thì cũng gắn phải đi vô đó hết. Chạy đâu khỏi. Cái này lúc trước là cái mương các bạn, trên đó là cái bờ rất là cao. Bây giờ nó khô rồi. Thì Dương đi đến đây, Dương phát hiện quá trời phân rồi bạn ơi. Mà Dương không biết là phân con gì nha. Đây nè. Khô hết như bạn, mà lông chuột dữ lắm nha. Ôi trời, lông chuột con này. Phân này nó khô như cục sình luôn, lông chuột con này. Dữ lắm nhiều bạn, đang đóng nè. Và nó dài dài đang đóng nè. Đây nữa nè, Dương quay hết mấy cái đống phân cho anh em xem. Đống này đống to nữa nè. Đó. Anh em nào trong nghề thì tất biết cái cục phân này là của cái con gì để lại nha. Chịu lắm. Đây nữa nè. Đây là một cái tụ điểm luôn. Tụ điểm ăn chơi hay sao nè. Chịu lắm luôn rồi bạn ơi. Đây nữa nè. Đống nào đống thấy con nè. Phân con này là ra tiền được, anh em nào mà đánh chồn mà gặp cái thế này chắc không sống nổi rồi. Dương còn nữa không? Dương thì Dương không có đánh chồn mà. Rồi nó tập tụ, nó ăn chơi chỗ đó một vài. Bây giờ đây thì không thấy nữa nha. Bây giờ cái này là không thấy nữa. Rồi còn hoặc vẫn còn thấy nha, vẫn còn mà ơi. Đang đấm nữa nè. Đây nè. Trời ơi trời, ở đây còn dữ dần nữa nè bạn ơi. Đây nữa nè. Dài dài nè. Dữ dần trời. Ở đây là không phải là một con nha bạn. Bậy luôn. Bậy đâu trời. Cho các bạn trên đây mà kiếm, bây giờ kiếm muốn ngáo luôn. Bởi vì cái cử đầu tiên mình thăm đó bạn, cái đầu tiên mình thăm á là mình dễ quên lắm. Sao thấy nó nặng nặng vậy ta? Ôi cái lồng mà nó nặng hay gì á. Ồ có bà, có con ngựa. Giờ dính mà không biết luôn, cái lồng khổng lồ rồi.
cái lồng này gần nhà Dương mới lấy đặt thôi. Trời, ngựa cục tui rồi nè, chữ lắm ngựa nè, ngắn ngủm quá trời. Đấy, gần lò xe nó mới chết chứ. Xử đây luôn rồi. Con này to rồi, sợ phải đánh ngáy quá này không biết. Người này già dữ trời, đen mung mà. Nó đỏ mà dạng đỏ đen luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thôi được em. Kẹp bán rồi mà. Wow. Hi, chưa nằm luôn. Anh em xem bên đầu cũng không ngựa nè. Nóng quá trời, nóng chói. Trồng hôn ngựa mà cái này thôi, cái mình hôn ngựa này khủng bố lắm rồi. Con này chắc nó bị sảy hay bị cái gì cục cục luôn, bự lắm rồi. Thôi gần lỗ xe mọi người, thông cảm cho Dương qua lẹ con nãy nha. Lúc nào giờ hết nhớ nữa rồi trời. Ở đây chân trắng rồi, ở trong lòng nữa đó nè. Hôm nay hết gắn rồi trời. Ồ vô bạn ơi, vô 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 đồng dính lại rồi, dính nè. Ngựa mới tinh luôn. Con ngựa gì đâu mà trắng phiếu. Ngựa này cũng được thôi các bạn ơi. To. Mà con ngựa này thì nó mặt trắng nha. Nè, em phân nó mặt trắng nè. Con ngựa cục đuôi như vậy, nhưng con ngựa này không biết con ngựa gì mà nó phi như ngựa thì cũng nó lẹ lắm, lẹ mạnh ghê. Xém đớp cho mặt Dương mấy cái nha, nhờ có vô công chứ không vô công là thấy bà nội rồi. Ngựa nó màu trắng nhưng mà nửa ký lô rồi. Con này còn thứ mấy ta, thứ ba này mà con. Nó giặt dữ thiệt ngựa, bó tay luôn. Giặt nó chắc gãy cổ nó luôn. Một, hai, bốn con rồi. Cũng khá ok. Ngựa không đủ rồi nha. Rồi cái bẫy mất xác rồi. Nó hay tuyệt trời. Tại cái bẫy này bị lấy rồi.
coi. Hồi nãy dưới gốc đó mắc cái, rồi đây mắc cái nữa mọi người. Nó thiệt tình trời. Cái này mà tắt clip Dương Chữ gì không ghê thì thôi. Tức gì lắm, tức được rồi. Bà nội cha nó thiệt. Nó đẩy mà đặt gì lấy quá gì quá kinh điển. Nãy giờ chưa tới cái ngõ hành này luôn trời. Đó, cái đó dính ngõ hành coi. Trời ơi, dính bà ơi. Dệt nữa. Ông nội ơi. Ủa dành to nha bà. Bên này hàng dành. Thế đẹp không? Đây có cái hồ. Cái đó trời qua ăn nha ta. Chèm cặn lại cái to lắm mà ký khỏe nữa rồi. Toàn gấu dện không trời. Bữa nay con này nữa là hai con dện luôn mà không thấy con hành dện ngựa không à. Thấy không, Chương nói mà những cái ngày mà ổ ngựa đi ăn mạnh á là con dện nó cũng đồng thời đi ăn cùng với con ổ ngựa luôn nha. Chỗ Dương giờ dành mới lớn không luôn ơi. Chứ khủng nữa thì không có. Quá khứ cũng dành nè. Ôi, bây giờ mình ra ga luôn nha. Bày dành. Cái này dành đen nha. Ký nữa rồi bà. Ký lô. Con này nó là hai con dện, hai con dện ba ngựa. Bữa nay hổ hành nó không đi ăn luôn trời. Hổ dện nó hay xiết cái tay mình, mà hổ dện lớn xiết là có thể là đứt mạch máu luôn nha. Anh em cẩn thận đó. Dịnh đực, khoảng dịnh cái rồi. Cái đu này là đuôi hổ dịnh cái nè. Anh đen dày đặc hết chứ. Những hổ dịnh đực thì nó sẽ trắng hơn nha. Quá bỏ dịnh vô cái nặng liền. Ngon lành. Dịnh như ngựa không. Rồi, còn có mấy cái bẫy nó hết rồi các bạn. Cái bẫy à. Cái bẫy này sẽ trống lắm mà. Không có còn cỏ. Kiếm con gì nữa rồi. Để trời với Phật đừng hổ mèo nha con. Chém con hổ mèo quá bạn, nặng tay lắm mà. Cha mẹ con ngựa con nè. Hết biết ngựa nữa rồi. Ngựa khủng rồi. Đây anh em nhìn đây là không còn cỏ nha. Trong đó là dùng mít. Sao vậy? Không quá trình hứng rồi. Vụ mấy giường này bắt luôn.
trời mưa này các bạn, mưa bự ghê. Ngựa đó giờ lần đầu tiên nhìn thấy nó không ăn chuột luôn. Kìa, cho ngựa nó bự rồi nè. Rồi con ngựa này nó mới vô cái chát hay sao, mới vô sao nó yếu phân thôi. Ngựa này nó mới lột da ra sao, nó mới dữ lắm, mới luôn. Trời, nó bự, nó bự bằng hổ dện luôn. Con chuột nước nhẹp luôn mà. Rắn này mới vô sao có phân được á. Mới vô để nóng phân nè. Mà con chuột cổ nước nhẹp này nha. Tối giờ Dương Bảy Dương cũng mới thấy là con hổ ngựa mà nó ói chuột. Con hổ ngựa là nó phái chuột lắm ơi. Nó ăn là nó không có giờ nó ói đâu, nó ít lắm. Dương mới thấy lần đầu luôn nè. Ôi trời, ngựa. Ủa, có 900 gram vậy mà bự nữa bạn. Rồi để hốt nó ra. Này vô mảnh rồi. Vô mảnh ngựa rồi bạn. Này vô mảnh ngựa với hổ dện. Nhí dữ lắm rồi. Đây. Con ngựa dữ lắm, to nha bạn. Cái máy của Dương quay còn có 4 phút nữa là nó hết luôn rồi bạn, hết dung lượng. Đây thì nhớ Dương tạm thời off máy nha. Qua cái bên kia Dương quay rồi Dương kết thúc clip luôn. Thì còn 3 cái cuối nó dính 2 con bạn. Cái này là cái thứ 3 nè. Máy cạp Dương quay sắp hết dung lượng luôn rồi. Há hên chút cuối bạn ơi. Còn chết luôn. Phá 3 cái cuối cùng. Con dền con ngựa khủng luôn bạn. Đây tổng thành quả đây bạn ơi. Tổng nhiều nha. Coi lại cái coi. Trời, một túi luôn. Này 4 kg ngoài bạn ơi. Có cái là không có hành nhau ngựa vô dền không à. Đây này mới thấy rõ nè. Không bị chói nắng. Kì, không thấy được ta. Đó bạn ơi. Nè. Chụp tấm hình coi. Thôi thì chúng tôi Dương cảm ơn anh em đã xem hết clip của Dương nha. Camera của Dương nó cũng hết dung lượng rồi. Thôi thì cho Dương kết thúc clip nha. Và hẹn anh em vào những video kế tiếp. Bye bye. Rồi xem lại cái nữa cho nó thút luôn, cho nó hết dung lượng luôn. Ok. Ngon lành cành đào. Một túi gắn bự.